tour du lịch chèo thuyền khám phá biểu tượng của Australia và tham gia gom rác trên cầu cảng Sydney là một sáng kiến mới cho những ai yêu thích điểm du lịch này và cũng là hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, truyền đi thông điệp tích cực tới mọi người. Không khó khi bắt gặp các du khách ngắm cầu cảng Sydney trên những chiếc thuyền kayak. Tuy nhiên, một tour du lịch chèo thuyền tại địa danh nổi tiếng này của Australia kết hợp với hoạt động thu gom rác thải lại là một trải nghiệm đối với nhiều người. Với một mái chèo, một chiếc xô và vượt hớt rác, Sydney by Kayak mang tới tour trải nghiệm vớt rác trên cầu cảng và truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường. Chị Laura Stone bắt đầu các tour chèo thuyền kayak dọn cầu cảng Sydney vài năm trước sau khi thường xuyên để ý tới lượng rác thải trong các tour tham quan cầu cảng của những nhóm khách khác và các buổi học chèo thuyền kayak mà tổ chức của chị tiến hành. Chúng tôi thấy có quá nhiều rác nên quyết định có thể cần mang theo một vài chiếc xô để thu gom rác. Cuối cùng chúng tôi quyết định làm một tour chèo thuyền chuyên dọn rác. Hiện nay chúng tôi tổ chức 4 hoặc 5 lần chèo thuyền gom rác một tuần. Thêm vào đó là việc đặt các tour cá nhân để mọi người đến đây tận hưởng quang cảnh của cầu cảng Sydney, đồng thời tham gia nhặt rác cũng như tận hưởng không khí trong lành trên cảng. Chị Stone cho biết những người chèo thuyền kayak thích trải nghiệm hoạt động này ngày càng nhiều hơn. Như chị Julie Greening đang trở thành một người say mê chèo thuyền kayak và tham gia hoạt động này thường xuyên. Đôi khi tôi có chút nghi ngờ về tính hiệu quả của những hoạt động như thế này, nhưng mỗi việc nhỏ bé đều đáng làm. Hành tinh của chúng ta có tới 7 tỷ người, nếu mỗi người làm một chút thì tất nhiên sẽ giúp ích được ít nhiều. Theo chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 8 triệu tấn nhựa bị đổ xuống các đại dương trên hành tinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của các sinh vật biển và nguồn nước. Và mặc dù đang trong đại dịch, nhưng lượng rác mà nhóm của chị Stone thu gom được khá lớn. Chúng tôi khá là ngạc nhiên, mặc dù dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn rất bận rộn. Tham gia hoạt động này, bạn được ở ngoài trời, có không khí trong lành, có vitamin D. Việc này tốt cho môi trường và cũng là một bài tập thể dục nhẹ nhàng, là hoạt động mới cho mọi người. Chị Laura Stone tin rằng hoạt động chèo thuyền thu gom rác thải đang tạo ra sự khác biệt, lan tỏa thông điệp sống tích cực, có trách nhiệm. Tôi cảm thấy là chúng tôi đang không đơn thuần nhặt rác, mà là đang chia sẻ một thông điệp, hướng dẫn mọi người về việc tái chế và sử dụng ít nhựa hơn. Tôi cho rằng nhiều người đi dạo quanh và nghĩ rằng cầu cảng Sydney thật đẹp và nguyên sơ, nước ở đây rất sạch so với những nơi khác trên thế giới. Nhưng một khi chèo thuyền kayak xuống đây hay nếu xuống đây bơi thì bạn sẽ thấy có rất nhiều rác. Theo tôi, việc này giúp mọi người nhìn nhận và hiểu rõ mọi thứ ở đây hơn. Chị Laura Stone đặt ra mục tiêu thu gom 200kg rác thải trên khu vực Vịnh Lavender trong tháng 2 này và cho biết số tiền thu được từ việc tổ chức các tour tham quan làm sạch cầu cảng Sydney sẽ được quyên góp cho hoạt động chuyên thu gom rác thải trên đại dương.